Vâng, xin kính chào tất cả anh em quay trở lại với clip tiếp tục của mình. Thì ngày hôm nay tôi lại xin dành tặng cho anh em một clip hay nữa. Đó là liên quan đến một việc, đó là đánh boss của Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ trải nghiệm đánh boss có thể nói là mạnh nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2, cũng như là trâu nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2, trừ cái con boss nguyên soái ra. Thì anh em có thể thấy là hiện tại thì tôi đang đứng ở Thiên Sư Động tầng 2, một trong những cái bản đồ của sự xuất hiện con boss, đó chính là Ngô Việt Lão Tổ. Vâng, gia nhập. Hiện tại thì hôm nay tôi có kêu gọi anh em lên để chung sức giúp tôi đánh xong con boss này. Thì như anh em đã biết thì để đánh được con boss này thì cần phải có tổ đội, bởi vì con boss này nó gây ra hiệu ứng choáng rất là khó chịu, choáng hình như là 5, 6, 7, 8 giây gì đó, và nó cũng đêm khá là mạnh. Thì hôm nay chắc chắn là phải kêu gọi bao gồm các hệ phá, ví dụ như là hiệp độc này. Vâng, trên màn hình là 4, 3 dương gia cung, xuất hiện 3 dương gia cung Sonic, dương gia cung ma cung phây, không phải là ma cung của Vinagame, và một bạn dương gia cung nữa, có thể nói 87. Vâng, ui, VIP. Vâng, anh em có thể thấy trên màn hình cái gì đây, setting khác cộng 6. Vâng, quá là tuyệt vời. Một cái tống tiên phong. Vâng, tôi hiện tại thì tôi đang quay video chứ không có live stream cho anh em. Thì dương cung này quá là ngon luôn, cấp 87 luôn. Sonic thì cấp 83, và một hiệp độc. Hiệp độc này. Rồi và cái gì đây, ma cung phây và cấp 86, có thể nói là những đại ca. Ma cung phây mặc xếp từ quan chiến cộng 4, cùng sư môn 3, ngựa 35%, có thể nói là các đại gia. Anh cho em, cho anh mượn được. Rồi bây giờ thì chuẩn bị quất nhờ, luyện cái lên xong rồi đánh quất thôi. Với con boss này cực kỳ là trâu, nhưng mà bởi vì là đánh xong anh em sẽ nhận được rất nhiều đồ đạc. Đây 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 rồi, thêm một thanh niên Hercules này nữa. Vâng, 86, Thiếu Lâm Quyền, Trấn Tinh Thủ. Rồi, team của tôi khá là đông, gồm có 7 người. Thiếu một. Nào, cho hiệp độc. Hiệp độc cho hiệp độc dẫn thi ra để đánh trước anh em. Sau đó thì tất cả team thì cùng lao lên đánh. Khi xin khẳng định với anh em con này rất là trâu bò nhá. Đánh rất là lâu. Lần trước thì tôi có quay một clip cho anh em mà liên quan cái bản gọi là cái bản có bạo kích, với cả bản bản siêu nhân ấy, trang bị hiểu xoáy mà đánh cực kỳ là lâu, khi mà có cả đêm bạo kích các thứ. Mà hôm nay thì chắc chắn là còn lâu hơn nữa rồi. Quất quất quất. Đâu rồi, boss đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đánh gì? Ngô Việt Lão Tổ ơi. Đánh Ngô Việt Lão Tổ, lấy tôi thấy ở qua độ đây mà. Đâu rồi, vừa chạy xung quanh đây mà. Đây rồi, cuối cùng đã xuất hiện rồi, Ngô Việt Lão Tổ. Vâng, cái con này thì có hiệu ứng choáng thời gian rất là lâu, hơn cả Nga Mi Đàn biểu tướng vậy. Và hiện tại thì sự xuất hiện của hiệp độc Sonic, và anh đang dẫn để nó dẫn thi. Để tôi đọc tọa độ cho tất cả mọi người lên cùng đánh nào. Còn ui, một pha chấn phái đến từ Dương Gia Cung bé Liên. Anh em có thể thấy, và ui quá trâu bò. Và đây chỉ có thể sử dụng Dương Gia Cung thôi. Dương Cung bắn toái kim từ xa để nó không có thể làm gì được các em. Cổ sư lên cái các cộng. Và con này thì sau khi mà anh em gõ chết nó thì có thể là xuất hiện rất nhiều đồ. Đấy, anh em thấy hiệu ứng choáng này, 6-7-8 giây. Giời ơi. Rồi Hercules anh sút rất nhiệt tình. Áo từ quang chiến cộng 6, nón từ quang chiến cộng 5, một xét từ quang chiến, lấy được cái khẩu phượng ngọc, nhiệm vụ phượng tường, một cái liêu tiên phong cũng rất là đẹp trai, mật tịch. Vâng, mật tịch 90%, 3 phổ lục khá là cao. Ui, 6 giây, choáng 6 giây. Vâng, anh em cùng nói chung là hiện tại tôi đang chơi cái bản thiên môn trận, nên anh em có thể tham gia trải nghiệm cùng. Cái bản này là bản thuộc thế hệ 2008-2012, khi mà không có trang bị siêu nhân. Đây, hiện tại thì đồ đạc của tôi rất nhiều anh em hỏi. Đây thì tôi hiện tại đang đeo cái nón là sư môn 3 này. Nón sư môn 3. Áo thiên giáng bảo, nhiệm vụ chỉnh quân chi, quần ô 8 trang cũng vậy. Một cái nhẫn là thái hư, hôm nọ thì tôi được một anh em cho. Một cái đằng dao bích, đằng dao bích của nhiệm vụ phượng tường. Cái bút thì hôm nọ tôi đập cộng 4, cái bút này thì là sư môn 3. Vậy quá là trâu bò. Đấy, tình trạng phải bật F9 lên nữa cho anh em. Vâng, sự xuất hiện A Dương Giao Cung, nói chung là bắn toái kim liên tục thì cũng khá là. Ui, có cổ sư được kìa.
Ôi, có cổ sư rồi, không phải ông nào cũng xách cổ sư lên. Quá là ngon. Cổ sư là thủ khố liên 81 một. Cái này thì không ăn kiểu uống quá rồi. Nhưng mà boss đập khá là mạnh. Anh em cứ toái kim liên tục là quái không làm gì được, hơi lâu đấy. Nọ thì tôi bộc tay một cái clip mà liên quan đến một cái app gọi là Thiếu Lâm Trượng, biểu xoáy vô song chiến thần. Còn sư tử hống đêm bạo kích lên khoảng 40-50k máu, nhưng mà rất là lâu. Dù là có cả tốt xoáy các thứ mà liên tục là những pha chân phái và phá từ Sonic. Và anh em có thể thấy là khi mà nói chung là bot nó quá trâu thì không làm ăn gì được. Đánh mãi mới thụt được 4%. Quá là trâu bò. Cái này có khi phải gọi cả server lên đánh chứ không phải là chỉ có vài người như vậy. Còn đối với trường hợp của Vinagame thì bây giờ đồ đạc có cả hóa cảnh thì thật ra là chỉ cần một minh giáo bút vô song chiến thần thôi. Lên thả Lam Đinh là xong rồi. Đấy. Rất là đơn giản. Châu bây giờ mới thủ được 5%. Tôi nghĩ là đánh xong cái này khả năng phải đến tối. Những cái ngày xưa các ông tập trung lên đây đánh rất là đông. Anh em dương được cung bắn toái kim. Chát gần để cho anh em hiểu ý hơn. Bản này thì anh em đi tán kiếm rất là vui này. Đi thái hư này hay là hư hay là đi tàng kiếm hay từ quang cắt quay lại đúng thời ngày xưa luôn. Ba dương lực cung, một thiếu lông quyền, Hercules lại choáng rồi và anh chưa kịp nhấc chân lên thì choáng. Đúng là không có những pha toái kim đến từ đội hình ba dương lực cung này thì thực sự rất là khó ăn. Ba dương lực cung quá mạnh, hầu như là boss không thể lên lục. Võ đăng bút thật ra thì ngày hôm nay đáng nhẽ nào phải BT là chuẩn xác là võ đăng kiếm. Võ đăng bút nó hơi cùi, võ đăng bút chỉ đi đánh 1-1 thôi, 1-1 thì nó sẽ rất là ổn hơn. Con này thì mãi tôi vẫn khẩy lên 80 thôi. Con này thì tôi chơi từ hôm đầu rồi, khi mà mới mở server. Ngày hôm nay thì nói chung là giờ mới lên 80, vẫn lên 80 vì không có thời gian cày thuốc cả. Còn thì cổ sư vâng đã 93% rồi, vẫn tụt được có 7 thôi. Vâng, cái này có khi là xong cái này rất là vui. Ra cái này mà anh em rủ cả server lên đánh thì ổn đấy. Hay là tôi BM cái thế giới lên đánh nhở, BM cái thế giới. Đúng không anh em? Quá chuẩn luôn, bên mày có thể giới lên đánh thì cực. Kiểu như cái hôm mà tôi trồng bát nhã lớn anh em. Tôi trồng bát nhã lớn thì tôi có BM cả thế giới. Sau đó là ra cướp. Có thể nói là gọi người ta gọi là cái gì nhỉ? Người ta gọi là ăn chơi nhất củ đất rồi. Khi mà trồng bát nhã mà cũng kêu cả thế giới lên đánh thì đúng là gan to bằng trời. Đánh cái bot này thì anh em hoàn toàn là kêu cả thế giới lên đánh được. Bởi vì anh em tập trung BK1 đánh thì nó sẽ nhanh hơn. Đội hình tầm khoảng 3-4 võ đăng kiếm. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thiếu dương thì cứ mấy trăm máu thì kia thì ăn làm sao được. Nó sẽ tận lâu bởi vì thiếu dương được có mấy trăm ca máu thôi. Rồi liên xạ thuật, rồi cả lưu quang đến từ dương ra cung, ba dương ra cung. Thì mà anh em có thể thấy là đấy, anh em có thể thấy là máu rất là ít. Nọ thì tôi quay clip thì là kiểu sinh nhân nó máu nó đêm nó 89k cơ. Sư tử khống một tí nó chết. Còn đối với bây giờ hóa cảnh ấy, của Vinagame thì đánh tí là xong ngay. Và hiện tại thì tôi đang có BM một thiếu lâm trượng. Có thể nói là top thiếu lâm trượng khi mật tịch của anh hai cuốn đều là 97% dòng 4. Đang ở đâu anh? Hiện tại đang thiên sư động. Và tọa độ là 209191 này. Anh em có thể qua. Nói chung là Ngô Việt đã tổ nó xuất hiện quanh cái tuần độ này thôi. Anh em có thể nói chung là chạy qua đánh, nhưng mà cơ bản đánh con này lâu, mặc dù được đồ cũng ngon đấy, các kinh nghiệm các thứ, mà đánh lâu anh em nhìn thấy chưa, mẹ choáng 6 giây. Đấy, may có ngay bị kiếm.
Vâng, liên tục có cổ sư thì nó mới có gọi là ngon được. Anh em thấy bây giờ mới được 9% này. Vâng, nói chung là đối với hệ phái Võ Đăng Bút ý, thì có mỗi cái skin của Thiếu Dương thôi là anh em có thể bắn từ xa, còn lại là đa phần đám cưới xong hỏi xong hàng xong xong rồi hả anh ạ? À? Đúng rồi, đám cưới mình xong rồi. Anh em cứ đánh như đang kêu người mà. Con này đánh trâu. Thế anh em. Rồi, anh em giúp mình đỡ mình con boss này với nhá. Thì nữa xong phần thưởng có thể là nhận được mật tích này, nhận được đồ giám định này, nhận được một số cái. Mình thấy cũng khá là ok, bởi vì boss ngon mà. Đấy. Mà phải có võ đoàn kiếm cơ, có bắt quái mới sướng anh em ạ. Đấy, phải có tổng khoảng 2-3 võ đoàn kiếm. Giờ cung thì ok rồi, 3 giờ cung này bắn toái kim thì nó cũng không lên được đâu. Đấy. Võ đoàn bút nó hơi ấy. Đấy, kêu cả thế giới đi. Không biết là có ông nào ấy không nhờ. Ôi giời, ông nào có thể nói là lên phá, mong là không lên phá, tập trung anh em, tập trung đánh thôi mà. Nó giống kiểu như boss thế giới anh em. Nhưng mà con này mình khẳng định nó còn trâu hơn của boss thế giới. Boss thế giới lúc 9 giờ sáng, vâng, lại một pha chấn phá đến từ giờ cung. Vấy nhẹ đi năm thằng, vâng, đây rồi. Một vẫy huyền thoại, nhiệm vụ gì đấy, vâng. Đánh quay clip vui thôi. Mà một tuổi thơ của anh em đây chứ đâu. Và tôi vừa mới BM thế giới xong thì các thanh niên tập trung lên đây rất là đông. Anh em BK1 hết nhá. Vâng, càng ngày càng đông rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, đánh thế này. Vâng. Đấy, hiện tại thì không có võ đăng kiếm, hơi buồn. Rồi đây rồi, vẫy huyền thoại. Các ông đã chuẩn bị lên thân hành. Rất đông rồi. 88%, càng đông thì vâng, một pha trần phái đến thứ ấm trợ mà liên tục là trần phái. Và tôi thấy trần phái đến thứ vâng các dân là cùng nhiều hơn. 87 cố lên đây nhá. Đây lại một thanh niên nữa. Úi sởi ôi, độc báo võ lâm 85. Nón tử quang chiến, xét tử quang chiến. Ở trên người là một cái mật tịch ngon hơn, chắc chắn mật tịch ngon hơn tôi rồi. Mật tịch của tôi cùi quá. Phạm Xuân Hinh à? Ủa tôi Tạ Xuân Hinh mà, không phải Phạm đâu. Đồ ông xuống đánh đi. 86 rồi, kiểu không thấy có đánh đấm gì thật. Quái không lên được luôn. Được. Gọi cả võ lâm 2 đến đánh luôn. Con này chắc chắn là nó trâu hơn cả cái con boss thế giới rồi. Boss thế giới đánh còn nhanh hơn rất là nhiều. Không biết đánh xong có cái đồ đặc gì không. Đấy, gì vậy đây? Vẫn bị uống choáng nữa. Rất là khó chịu. 85%, đánh có thể nói là hơn chục phút mới được thụt được 15%. Khả năng đánh con này xong chắc là mất được khoảng tiếng rưỡi. Con này nó phải tính bằng giờ anh em. Là nếu mà nói chung là cho tôi cái sức mạnh bên Vina Game quá căng thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Rồi. Rồi ok. 84 mới thu được 16, thực sự là đánh con này quá là lâu luôn. Không biết là anh em có thể so sánh ngang với con boss bên xoáy Tống Liêu không nhở? Bởi vì tôi đánh chưa từng con nào lâu như con này. Để xem cái. Con này cực kỳ là trâu, nhiệm vụ với con này thế. Nó quay clip. Quay clip vô thường rồi. Chưa, nãy thì có sự xuất hiện của trần phái 3 giây cùng rồi. Một thiếu em trượng rồi.
trâu khoảng 83%, nói đánh khoảng gần 1 phút mới ra mới thủ được 1%. Đánh con này có ông vừa comment xong là khả năng đến giờ chiến trường, tôi cũng nghĩ vậy. 82 rồi. Đâu rồi, anh em Võ Lâm nên tập trung đánh con này nào. Tất cả anh em thần hành thiên sư động tầng 2. Quay clip này thì nó mới kéo được người chơi à, kéo được toàn Võ Lâm 2 lên đánh em ạ. Có khi là mấy ông đang đi lên sương mặt trên ấy xếp thì có khi là phải tháo người để chạy lên đây, xếp để chạy lên đây luôn. Đấy anh em thì thấy lâu không, 82 81 mà khoảng 40 giây cái gì đó, không phải kỳ là lâu luôn. Tôi thì bật luyện tông ra thì hoàn toàn là ui chịu đấy. Ai cả đột quay clip này đi mặt thùng mà lồn với nhẹ đi làm tàn làm sợ thôi, có lẽ là ngừng tại đây rồi, không đánh được nữa rồi. Vì cái này cũng khá là lâu cho nên là chủ yếu là quay cho anh em nhớ lại cái tuổi thơ thôi, chứ còn quay không anh em đi về thôi, có thằng phá rồi thì thôi. Mày quá. Thiên sư động 2 cũng quay clip. My clip nhá, my clip. Ok, có lẽ là sẽ mà luôn. Khá là buồn khi nói chung là đánh khá lâu anh em ạ. Anh em đợi một cái clip mà đánh xong boss này thì nó lên boss cuối nhiệm vụ cũng thường. Đâu? Có lẽ là tiếp tôi xin dừng lại clip tại đây nhá. Thì tôi sẽ tiếp tục làm cho anh em một clip đó là đánh boss cuối cái nhiệm vụ phượng tường nhờ. Nói chung là quay cho anh em vui thôi. Nhiệm vụ tuổi thơ khi mà cái này liên quan đến nhiệm vụ mở kinh mạch tầng 4 này. Đây là nhiệm vụ như là thiên môn trận hay phong đô quỷ thành thì tôi không nhớ lắm. Đấy thì anh em có thể check xem nhé. Anh em nào chơi thì cùng tham gia tôi bảng này, thỉnh thoảng tôi sẽ livestream vui. Ok, hẹn anh em các clip tiếp theo nhé.